Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được kính mời chư quý đồng đạo lắng lòng nghe lại bài cảm tác mà chánh thiện đã giới thiệu với chư quý đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi mà ngẫm nghĩ thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân, đem thân mà rực nở trần đâu khéo trần ngần chung ra. Nhìn đời lụy muôn hứa xa, thế gian đuôi tôi nửa ma nửa người. Muôn reo vang một tiếng cười, nhưng lòng chẳng nỡ khi người mê say. Đâu thông pháp luật từ bi, gắn cho tăng sĩ làm chi sự đời. Con thuyền dầu cho sóng gió rã rời cũng cam, thường nhân là tánh tục phàm, biết đâu tội phước luận đàm tương lai. Tình trường đầy giấy thi hài là gì chẳng biết những bài học xưa. Thanh nhân còn hơi răng chừa, huống chi Phật đạo tam thừa quy mô. Sa môn chi những tín đồ, mai dòng càng môi tựa hồ gớm ghê. Một là gây nghiệp trần mê, hay là tàn đắng phu thế một đời. Lòng ta trong sạch người ơi, người sao chẳng xét luận lời phi ngôn. Cờ nguy ngựa chung đánh dồn, trước sau cũng chờ vong tồn an nguy. Có lời tâm quyết lắm lê, mong ai ngộ nhận quyết nghi duyên trần. Trách lầm mang nghiệp vào thân, chính e dây giác thánh thần chép biên. Phần ta nôi gót
khen cũng mặc điều quyền cùng hay. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trong gai chi sợ. Rứt bỏ oán ơn cõi phàm, ngày hằng giây ngủ quy tam sắc không không sắc tánh phàm đổi thay chẳng qua tay anh những ngày nên phần xác thịt đọa đày trần gian lìa quê tách bước xa ngàn gia đình chẳng còn màng chi ai dốc tâm nguyện đến Phật đài hiệp cùng chư Phật độ rài chúng sinh nền đen một tiếng cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Con vừa đọc xong đoạn đầu trong bài cảm tác, con kính mời chú Tịnh Hiền lên chia sẻ. Con kính mời chú. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành thật cảm ơn xuống nước miền Tây diễn âm rất là truyền cảm bài cảm tác của đức thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Đức thầy cảm ơn chứng minh buổi lần giải về giáo lý Phật giáo hòa hôm nay. Kính thưa quý đồng đạo, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức thầy đứng ra khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại thánh địa Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngót một năm thì nhà cầm quyền Pháp lúc bây giờ mà về ngày lên Châu Đốc vài tiếng đồng hồ sau thì đưa qua Sa Đéc, rồi ít hôm sau lại đưa xuống là Nhân Nghĩa Sà No, và ở đó ít tháng sau thì đưa lên Sài Gòn, và bây giờ thì lại đưa ngày thì đến Bạc Liêu. Thì nơi đây Đức thầy mới sáng tác ra cái bài cảm tác này. Bài này cái xuất xứ của nó là Đức thầy cảm tác viết bài này vì ông Nguyễn Văn Ngọ ở Bạc Liêu nghi ngài cản trở việc ông muốn kết nghĩa thông gia với ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu. Thì cái sự việc đó thì quý vị biết là Đức thầy lúc ở tại nhà ông Ký Giỏi tuổi cũng còn trẻ, thành ra là cái cuộc hôn nhân giữa ông Nguyễn Văn Ngọ với ông Ký Giỏi không thành tựu, do đó mà ông có nhiều cái nghi vấn, thành ra Đức thầy phải viết cái bài này để giải nghi, cho người ta biết được cái sứ mạng, cái tâm sự của Đức thầy như thế nào, và nhất là thầy cho biết rằng ông là người chánh, chân chánh, cho nên Đức thầy mới thỏ bài tâm sự để cho ông biết. Chứ nếu mà không thì ông cách lầm thì sẽ mang nghiệp vào thân, chính như do giác thánh thần chết biên mà thôi. Cho nên thầy muốn cho ông hiểu rõ về cái tấm lòng của Đức thầy và cái sứ mạng của Đức thầy trong lúc chưa gặp thời mà phải bị hoạn nạn, phải truân chiên rồi đây mai đó để chờ cái ngày hạnh thông, rồi lão đây sư dinh Phật tôn lãnh cân thưởng phạt, chư mong giữ lành về sau này. Ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa, thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân. Trong khi ngài ngồi mà ngẫm nghĩ
từ chuyện cổ, chuyện kim, từ xưa tới nay, nó xảy ra trong cái cuộc đời, biết bao nhiêu cái chuyện. Mà các bậc thánh hiền, thì chính ngài đây cũng là thuộc về bậc thánh hiền, tiên Phật xuống trần, mà cũng không thể nào làm sao cho vừa hết cái lòng dạ của con người ở tại thế gian, bởi vì đây là phàm phu tục tử, cái sự hiểu biết nó rất là nông cạn. Đem thân mà rước nợ trần đâu khéo trần ngần chung ra. Đó, thì thầy có cái thân sắc phàm này, ẩn sắc phàm dìm đạo Thích Ca, đó, để khai sáng cái nền đạo Phật giáo hòa hảo, lấy cái đạo vô vi làm cái nòng cốt để dẫn dắt con người dứt cái nợ trần, dứt khỏi cái ái hà mà tiến lên con đường giải thoát. Cái ái hà là nặng nhất ở trong cái cuộc đời của chúng ta, từ vô thủy tới giờ dìm đắm mãi trong sanh tử luân hồi cũng là do ái hà mà ra. Cho nên ngài thường khuyên là bể ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắt đá dám kình, cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh, nói chí ấy sửa sang thời thế. Mà trong khi ngài muốn cho tất cả mọi người từ từ phải dứt hết ái hà để tiến lên con đường tiên Phật, thì lại cái nợ trần nó lại xuất hiện, tức là cái việc mà ông Nguyễn Ngọ ông nghi ngài thế này thế kia, nó là cái việc như đề hôn nhân, thì đây là một việc hết sức là trớ trêu ngoài cái việc làm của ngài. Nhìn đài lụy múa ứa xa, thế gian đuôi tối nửa ma nửa người. Thì khi nhìn về cái cuộc đời mà thấy nó đảo điên, nó thiếu hiểu thấp hèn, căng cợt như vậy đó, cho nên thầy muốn rơi lệ trước cái sự mà người đời quá lầm lạc, quá vô minh. Thì cái thế gian này bị vô minh quá nặng đi, cũng như người mù mà thôi. Nó mà ma không ra ma, mà người cũng không ra người nữa, tức là không có được cái chánh kiến, cái sáng suốt nhận định mọi việc ở thế gian này cho nó rõ ràng. Muốn reo vang một tiếng cười, nhưng lòng chẳng nở khi người mê si. Nó thì trước cái sự việc vừa xảy ra, ngài muốn reo lên một tiếng cười để mà cho thấy rằng cái chuyện nghi ngờ của Nguyễn Ngọ nó quá sai lầm, quá căng cực, quá thiếu hiểu. Nhưng mà nghĩ lại thì dù sao ông này cũng là cái người có lòng tốt, mà vì một cái sự chấp ngã quá nặng đó, cho nên mới là nghi ngờ cái chuyện bậy bạ xảy ra như vậy thôi. Cho nên ngài cũng không nỡ là cười chê ông này chứ quá đáng, mà chỉ dùng lời giải thích cho ta biết cái sự việc nó như thế nào. Đâu thông pháp luật từ bi, gán cho tăng sĩ làm chi sự đời. Thì Đức Thầy cho biết là ông là cái người tại gia, làm sao ông biết được cái luật pháp của từ bi. Vì luật pháp của Đức Từ Bi đó, đạo Phật chỉ làm hai hạng người: xuất gia và tại gia. Cái hàng xuất gia đây hoàn toàn ly gia cách ái, không nhà cửa, không ruộng vườn, không vợ con. Nó cái đó là cái điều quan trọng nhất trong cái đạo Phật. Mà tôi đây là một tăng sĩ, mặc dầu là sát phàm, nhưng đây là Phật Thầy chuyển kiếp trở lại là một tăng sĩ, thì ngài không có màng tới cái chuyện đó đâu. Đừng có nghĩ rằng cái chuyện đó là như ông nghĩ, là ông là cái người phàm phu mới hiểu nông cạn như vậy. Còn tôi đây là một người đã xuất gia rồi, đã tu hành, đã đắc đạo rồi, thì cái sứ mạng tôi xuống trần để cứu đời trong cái thời kỳ hạn quân mà pháp này mà thôi. Con thuyền bát nhã xa khơi, dầu cho sóng gió rã rời cũng cam. Sau khi ta thừa vân sắc lĩnh Thế Tông, khắp hà giá truyền khai đạo pháp, hay là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, cho nên ngài mới giáng lâm trần, cởi con thuyền bát nhã, đó là dùng cái trí huệ sáng suốt của người đắc đạo để mà độ chúng sanh trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này. Thì trong khi ngài xuống trần, thì dầu cho gặp khó khăn gì, sóng to gió lớn hay là phong ba bão táp, thì ngài cũng đành cam chịu mà thôi. Bởi vì cõi trần nó là như vậy, cõi tiên của Phật thì bao giờ nó cũng tốt đẹp, cũng an nhàn, cũng thảnh thơi. Còn cõi thế trần thì nó lắm lem, hung tàn bạo ngược, mà về lại là thiên tai nhân họa đầy dẫy ở thế gian. Thường nhân là tánh tục phàm, biết đâu tội phước luận đàm tương lai. Thì Đức Thầy nói rằng ông là một người thường ở trong xã hội mà thôi, tánh mình là cũng tánh người phàm tục, cho nên không hiểu sâu về cái lý đạo. Đó, chứ
Nên đối với cái người hiểu đạo rồi thì cái luật nhân quả rất là quan trọng, nhất là cái ái dục. Đối với cái người tu mà hạnh xuất gia rồi thì không bao giờ người ta còn dương vấn tới chỗ đó nữa. Nên cho nên là ông phải hiểu cho nó rõ cho đó. Đối với cái người thường thì có thể ông nghi cái chuyện đó được, còn đối với tôi là một người đã xuất gia, đã tu học, đã đắc đạo, bây giờ đứng ra làm một vị giáo chủ dẫn dắt chúng sanh đi vào con đường giải thoát, thì ông đừng có nghi cái chuyện đó là cái điều rất là sai lầm. Tình trường đầy dãy thi hài là gì chẳng biết những bài học xưa. Thì nay nay cái tình trường tức là từ xưa tới giờ, xưa con người sinh trong xã hội thì cái vấn đề tình cảm nó tràn ngập khắp mọi nơi, mà cũng vấn đề tình cảm mà nó xảy ra không biết bao nhiêu cái chuyện rắc rối, vợ chồng mà sâu xé nhau, rồi nhiều khi giết hại nhau nữa. Đó, vì sắc đẹp đủ thứ chuyện hết trơn trời, vua chúa mà say mê sắc đẹp cũng là mất nước mất ngôi. Thành ra cái tình trường này nó từ xưa tới giờ cái người mà hiểu biết ai ai cũng đều biết rõ nó rất là nguy hiểm chứ không phải là chuyện thường. Thì đây là cái bài học xưa rồi, ai mà không biết. Đó, mà tôi là người tu đắc đạo rồi tôi còn rành cái chuyện đó hơn nữa, ông phải hiểu biết cái chuyện đó như vậy. Thánh nhân còn hỡi răng chừa, huống chi Phật đạo tam thừa quy mô. Nó đối với bậc thánh nhân, bậc thánh hiền, nó thì luôn 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 giữ là nhân nghĩa lễ trí tín, quân thần phụ tử phu thê vân vân. Nó mà họ còn cái giữ cái lòng trung nghĩa vợ chồng phu thê phải đầm ấm thương yêu nhau. Huống chi Phật đạo là có ta tam thừa, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Ba cái thừa này dẫn dắt con người đi đến con đường giải thoát, dứt ngoại cái ái hà. Nó quan trọng vô cùng mà ông đâu có hiểu đạo Phật. Tam thừa này nó dạy cái gì? Con người tu theo đạo Phật phải ngăn ngừa, phải giữ cái giới luật như thế nào? Mà bây giờ ông lại nghi ngờ cái chuyện sai lầm như vậy. Sa môn chí những tín đồ, mai dông cạn mối tựa hồ gốm ghê. Nó bậc sa môn tức là một người xuất gia tu hành. Chí những tín đồ tức là thiện nam và tín nữ ở tại gia. Rồi thêm nữa là mai dông cạn mối tựa hồ gốm ghê. À, thì mai dông đây là nhà trong cái cuộc hôn nhân thì luôn luôn nó có mai dông để mà thông tin tức hai bên qua lại, rồi cuối cùng là nó mới kết thành một cuộc hôn nhân. À, thì nghĩa là những vấn đề này từ bậc sa môn tín đồ cũng như mang mai dông là phải hiểu rõ các chuyện mà tình duyên nó như thế nào, nó rắc rối như thế nào trong xã hội, ai ta cũng đều phải biết cái chuyện đó. Một là gây nghiệp trần mê đó, nếu mà một bà bậc sa môn mà nói cái tà thuyết để người ta tu, sau này người ta sai lầm, người ta sát sanh đạo tặc tà dâm mà cho rằng cái đó là to tốt là đẹp, rồi thúc đẩy cho người ta làm, cuối cùng rồi người ta chết xa địa ngục, thì đó là cái nghiệp rất là nặng do sa môn tạo ra, đó là nghiệp trần mê. Còn hai là tan nát phu thê một đời đó, thì nhiều khi cái người tín đồ hoặc là ma dâm hay mà làm nó không tròn bổn phận, rồi gây cái sự chia rẽ giữa vợ chồng người ta, nó thì cái tội đó rất là nặng. Bởi vì tình nghĩa vợ chồng phu thê ta suốt đời có chung có thủy, mà mình càng giữ vô đáng lẽ mình kết hợp lại thì càng tốt, mà lại lại là tạo sự chia rẽ giữa vợ chồng người ta, nó để cái một nơi mà người một ngã, rồi vợ chồng chia rẽ thì con cái cũng hơn phân hai phân ba, do đó mà nó rắc rối vô cùng. Thành ra là cái người trong xã hội phải biết đó, cái người tạo nghiệp trần mê là cái tội rất là nặng, kế tiếp là mình làm chia rẽ vợ chồng người ta, cái tội nó nặng thứ hai chứ không phải là thường. Mà điều này tôi rất là rành rẽ, ông phải biết cái chuyện đó. Lòng ta trong sạch người ơi, người sao chẳng xét luận lời phi ngôn. Thì thầy cho biết là đối với ngài thì tấm lòng của ngài đó là một người là đã đắc đạo rồi, cho nên là rất là thanh cao, rất là quý báu. Ngươi phải biết lòng trong sạch của ta như vậy đó. Mà tại sao người ngươi mà chẳng xét cho kỹ, không hiểu rằng ta đây là một vị giáo chủ đứng ra khai sáng đạo để độ đời, mà lại nói những lời mà vô nghĩa, những lời mà khó nghe, là tranh chích, là nghi ngờ như vậy, thì như vậy là con người, con nhà ngươi đâu có sáng suốt, đâu phải là cái người tốt ở trong xã hội. Cờ nguy ngựa chốt đánh dồn, trước sau cũng chữ vong tồn mã nguy. Đó, thì nói về bàn cờ, khi hai người đấu chiến với nhau thì lúc mà địch thủ mà nó bị nguy cấp thì bên này tấn công dồn dập đưa tới cái chỗ là phải thua trận, phải bị chiếu bí. Thì Đức Thầy ví cái chuyện cuộc đời của ngài bây giờ giống như là cái người bị nguy trong cờ,
bị địch thủ nó rượt, thì ngài thì bây giờ bị nạn xuống đây rồi gặp cái chuyện rắc rối này do ông tạo ra cái chuyện rắc rối mà ngài rất là buồn, rất là xót xa trong lòng, cho nên có ý khuyên ông phải xét kỹ lại, đừng có nghi ngờ vậy mà tội lỗi về sau. Tỏ lời tâm quyết lâm ly, mong ai ngộ nhận quyết nghi dương trần. Nó thầy nói rõ ra là bây giờ ngài nói hay cái nói đầy đủ cái tấm lòng của ngài với một cái tâm quyết đó, với một tấm lòng và với một cái bầu nhiệt quyết thiết tha như vậy để cho ông hiểu đây là một lời thành thật, mà mong ông phải hiểu rằng ông phải ông ngộ nhận rồi thì ông phải giải cái nghi này, chứ không nên mà ngộ nhận như vậy. Tôi thì tôi nói rõ ràng thành thật rồi cho ông thấy đó, tôi là cái người tu không có dướng dắt bất cứ bậc gì vấn đề tình trường nữa đó, thì ông phải hiểu rõ như vậy và ông phải buông bỏ cái nghi con đi ha, để mà ông khỏi cái tội về sau này, chứ nếu mà ông cách lầm thì mang nghiệp vào thân. Chỉ nghe gia giác thánh thần chết đi, nếu ông còn giữ cái tư tưởng đó khăng khăng hoài thì có gia giác thánh thần hai bên chết điên những cái chuyện tội lỗi của ông, mà nhất là cái người mà thường đó mà mình phạm lỗi đó, cái tội đó mà cái người tu đắc đạo rồi đó mà mình phạm lỗi đó, bởi vì cái người này phước đức quá lớn mà mình phạm lỗi vào cái người này rồi đó thì nghĩa là cái luật là nhân quả nó trừng trị rất là nặng nề, thành ra là mình phạm đối với người thiếu phước đức thì còn đỡ, mà người đầy đủ phước đức cao phước đức mà mình phạm lỗi rất nặng đó, mình cúng dường cái bậc cao phước đức thì phước đức rất lớn, mà mình phạm lỗi với người mà đầy đủ phước đức thì cái tội lỗi nó cũng rất là nặng. Cho nên tới thời nói là chỉnh nghe gia giác thánh thần chép điên, phận ta nối gót Phật tiên, ngợi khen cũng mặc điêu quyền cũng hay. Nó thì bây giờ đối với bổn phận của ta đây, nên ta theo con đường của Phật của tiên để mà mở đạo cứu đời dẫn dắt nhân sanh đi vào con đường giải thoát được dự hội long dân gì long qua về sau này. Nó thì bây giờ trong gần cảnh khó khăn này, nếu mà có ngợi khen thì cũng được được, chứ ta cũng không có mừng cho lắm. Cũng mặc mà điêu quyền cũng hay, mà ngươi có chê bai có sỉ giả có mắng chửi thì ta cũng cũng không có giận hờn gì hết, vì ta là người tu đắc đạo rồi, nhưng mà ngươi phạm cái lỗi đó thì sau này ngươi sẽ bị cái quả báo đấy. Đối với ta thì không sao, nhưng mà cái luật nhân quả ngươi làm sai thì ngươi phải bị quả báo, cho nên phải giải tỏa cái sai của ngươi, đừng có nghi ngờ tầm bậy nữa, thì như vậy sau này mới được hưởng cái phước đó báo. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trong gai chi sờn, vì thương đời thương bá tánh vân vân, cho nên mới dưng sắc lệnh Phật trời xuống trần để cứu độ chúng sanh trong cái thời kỳ hạn quan mạt pháp này, mà gặp cái thời hạn quan nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can hạn quan mỗi dịp mỗi mòn, thành ra bao nhiêu cái chuyện rắc rối nó xảy ra ở thế gian này, do đó mà cái người tiên Phật xuống trần cũng phải chịu nhiều đắng cay, nhiều khó khăn và nguy hiểm. Thân danh chẳng quản trong gai chi sờn, đối với thân danh ngài nên tên tuổi ngài thì ngài cũng không có màng ai cần coi gọi ngài là tiên Phật gì nữa, nó xuống trần xưng hiệu khùng điên, mà cái sự khó khăn vất vả gian nan trong gai đó thì ngài cũng phải vượt qua thôi, chứ ngài cũng không có nản chí trước cái sự khó khăn khi ngài xuống trần cứu đời. Ít ai nghe rõ giọng đờn của người rứt bỏ quán ơn cõi phàm, thì thật sự ra đó cái giọng đờn của người rứt bỏ quán ơn đó, đây là giọng đờn dẫn dắt người ta biết được nhân quả cái vô thường, biết được đường tu giải thoát, biết được pháp môn thiền định và tịnh độ, nó rất là cao cả mà ít có người hiểu biết được, cái là kinh tiếng kệ lắm, mà chỉ là nhìn cái bậc tiên tha thần thánh xuống trần cũng như là người thường thôi, thì cái người đó là cái người không có trí. Thì ông nếu mà ông mà nhận xét tôi sai lầm đó thì ông cũng là cái người vô trí, còn tôi thấy ông cũng có nhiều điểm tốt cho nên tôi mới biện hộ ít lời để cho ông hiểu, để vạch ra cho ông thấy những cái chuyện sai lầm của ông mà ông cải sửa thì sau này ông mới được hưởng nhiều phước báo. Ngài hằng giái ngũ quy tam, sắc không không sắc, tánh phàm đậu thai. Nó thì ngày đêm cũng vậy, đối với cái người mà tu hành theo đạo Phật thì phải có tam quy và ngũ giới. Tam quy tức là mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để nương nhờ vào cái tam bảo,
để nhờ sự cứu độ của Tam Bảo. Còn ngũ giới thì tức là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không vọng ngữ và không ảnh tửu. Mà hãy có tam quy thì phải giữ cái ngũ giới theo cái quy luật của đạo Phật từ xưa tới giờ của người tại gia cư sĩ. Được như vậy thì mình đã bước chân vào con đường đạo rồi, thì sau này mình sẽ được hưởng phước báo vô cùng vô tận do mình quy Phật pháp tăng mà ra. Sắc không, không sắc, tánh phàm đổi thay. Nói theo thông thường thì sắc là có, không là không. Tức là cái có rồi nó tan biến thì nó đã thành không. Không rồi nó tựu lại thành có rồi tan biến thành không. Đó. Nó đã nói cái sự thay đổi trong cuộc đời. Còn nói theo cái lý mà vô vi đó, sắc không, không sắc đó, nó tuy hai mà một, một là hai, gọi là phi hữu phi vô. Không phải có mà nó không, không phải không, mà gọi là không không mà có. Cái đó là cái chân lý. Đó. Nhưng mà đây thì mình phải hiểu ra cái lý thông thường thôi. Người đời là khi thì chấp có, khi thì chấp không, cho nên luôn luôn cái tâm dạ con người nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút gì vậy. Chẳng qua tai ách những ngày, nên phần xác thịt đọa đài trần gian. Chẳng qua bởi vì thầy bị lâm nạn, người pháp đưa đi hết nơi này đến nơi nơi kia, nó cho nên cái xác thịt của ngài đó phải chịu khổ vì pháp nó gây khó khăn, gây rắc rối, không được để cho ngài được tự do truyền bá cái đạo. Cho nên là xác thịt phải bị cảnh khổ sở vất vả gian nan đọa đài ở thế gian này. Nó than cái cuộc đời của ngài đáng lẽ xuống trần được vinh hoa phú quý, hưởng phước đức lớn lao, bởi vì đây Phật tiên xuống trần, mà chẳng những không được vậy mà còn gặp nhiều cái khó khăn đọa đài cái thân dưới trần gian này, cái thân xác này nữa. Lìa quê tách bước xa ngàn, gia đình chẳng đoái còn màng chi ai. Nó thầy chỉ rõ cho nó biết tôi giờ xa cách quê nhà ở là hòa hảo rồi, mà không còn gần gũi để phụng dưỡng lo hiếu đạo đối với tổ tiên, với cha mẹ nữa. Gia đình tôi, cha mẹ tôi, ông bà tôi còn không kể. Thì cái chuyện mà thông thường là sao mà tôi được chú ý tới. Sở dĩ mà tôi ra đi khổ sở dày vì một sứ mạng cao cả thiêng liêng, cho nên tôi mới chấp nhận mọi cái gian truân khổ sở chết sống trước mắt mà tôi chấp nhận làm. Chứ thật sự ra giờ đây là tôi đã xa quê nhà rồi, cha mẹ ông bà tôi còn không kể, thì cái chuyện tình cảm lê thê này kia nọ, cái chuyện nó không có thành vấn đề đối với tôi. Ông có hiểu cái chuyện đó như vậy. Dốc tâm nguyện đến Phật đài, hiệp cùng chư Phật độ rầy chúng sinh. Đó, thì cái quyết chí của Đức Thầy, ngài nói rằng ngài quyết chí là đến Phật đài, tức là dẫn dắt chúng ta đi đến cái đại hội Long Dân vừa Long Hoa. Nó đến cái ngày chung cuộc rồi để hiệp cùng chư Phật để độ rài chúng sinh. Nó thì cái ngày hậu long qua đó, Phật tiên thánh đều xuất hiện độ chúng sinh và gây cuộc hòa bình cho thế giới, cho vạn quốc chư bang. Nó cái chí nguyện của ngài là xây dựng cái nền hòa bình của nhân loại trên thế giới, mở hội long qua để dẫn dắt mình đến con đường giải thoát, dứt khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái hệ trọng nhất ở trong cái cuộc đời của con người. Nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Ngài kết luận trong đoạn này, bây giờ tôi nện một tiếng chuông này đó, nó vang rền cả trời đất, thì ông là cái người trong mộng, ông có thức tỉnh được không, ông có hiểu được cái lời nói của tôi hay không, nó thì ông phải biện minh cho nó rõ ràng. Nếu ông là cái người trí, cái người hiền, thì nhất định là ông phải hiểu được cái tấm lòng của tôi, tâm sự của tôi. Còn nếu ông không hiểu được thì cái đó là do quá vô minh, nó là kéo ông vào con đường tạo lỗi, thì cái đó là tùy thôi. Nhưng mà tôi mong ước rằng với cái tiếng chuông vàng này vang rền trời đất, thì ông là người trong mộng, ông phải thức tỉnh và biện minh cho nó rõ ràng đúng cái sự thật của nó. Nam mô A Di Đà Phật. Xin xuống nước những năm tiếp theo. Thì Đà Phật gầm cuộc thế chẳng qua tuồng mong ao, cuộc truy quan thường giết khách tài quá, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể. Yeah.
dầu lắm chữ công danh, đến khi rốt cuộc cũng đành thả trôi. Lá úa vàng nó rụng người ơi, muôn năm mới có một thời, tới kỳ hội hiệp Phật trời định phân. Con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật thánh tiên thần phước dư. Có đâu như thời bây giờ, chờ loạn luân can kỷ bất từ bất lương. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loài. Ngày kia thoa chi làm trai, tiếng lành như thể hương bay nực nồng. Bây giờ bờ bên chưa xong, dở dang thời vận mà lòng chẳng đau. Ngàn xưa mấy bậc anh hào, nằm gai nếm mật giá nào trách than. Trường phu chỉ cả dọc ngang, vào trong muôn biển mới trang thanh hiền. Làm cho kẻ bào ngửa nghiêng, đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Tiếng đờn hò liêu công sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràn chúng sanh. Thu còn gặp lúc trăng thanh, vang lời thỏ thẻ như cành ghẹo chiên. Thấy trong người ấy thanh liêm, tỏ bài tâm sự ráng tìm cho ra. Bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh néo lời xem ra ít gì. Trời thu ám đàm ai bi, nặng tay vương vấn bởi vì trời riêng. Thảm thương lệ thứ phiền, chớ lòng đâu có lo riêng nỗi mình. Mờ mờ tỏ tỏ xinh xinh, đêm nay bóng nguyệt như rình xem ta. Miệng cười ta bảo hằng nga,
làm ơn rọi chữ sang hà nơi đâu gầm trong cõi tạm nhiệm màu ngặt mang xác thịt khó hầu cao bay chữ tài thương gặp chữ tay trớ trêu tạo quá ông bài trò dung trồng cõi phúc chờ mùa trổ bông bay mùi thơm cả Tây Đông Bắc Nam nhân vật lạc hồng thành thơi tâm hồn quay cam nơi nơi gắm người hữu chí đôi lời cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sông nước vừa ngâm xong đoạn còn lại trong bài cảm tác, con kính mời chú Tịnh Thiền lên chia sẻ tiếp phần này. Con kính mời chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành cảm ơn sông nước miền Tây diễn âm rất là tường tầm, rất là truyền cảm qua đây bài cảm tác của Đức Thầy, đúng như tâm sự của Ngài. Ngắm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc trí quan thường giết khách tài qua. Bây giờ suy gẫm về cái cuộc đời. Cuộc đời này nó giả tạm, nó vô thường, nó ngắn ngủi, cho nên như trong một giấc mộng ảo ảnh mà thôi, chứ không có gì trường tồn vĩnh viễn. Cũng như bây giờ chúng ta nhớ lại ông bà của chúng ta đã qua đời hết rồi, cha mẹ chúng ta, như quý vị tụi nhỏ thì nhiều còn cha mẹ, như tôi năm nay là 76 tuổi rồi, cha mẹ cũng không còn nữa. Đó. À, những cái sự nghiệp của cha mẹ là tạo ra, nhà cửa còn đó, mồ mả cũng còn đó, mà bây giờ thì biết tâm tích, nói lên nhan tắt đèn lờ, muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu. À, bây giờ nhiều khi mình ở nước ngoài cũng có chút đỉnh tiền, muốn gửi về để nuôi cha mẹ, mà cha mẹ đã qua đời hết rồi. Thì như vậy, cái cuộc đời chẳng qua là cái mộng ảo mà thôi. Thấy đó rồi mất đó, chứ không có gì trường tồn, gì vĩnh viễn. Không nên bám vào cuộc đời, mà mình phải tìm một cái gì chân thật hơn, trường tồn, vĩnh viễn hơn, thì nó mới tốt đẹp. Cuộc tri quan thường giết khách tài qua. Trong các cuộc vui chơi, nhất là vui chơi về xác thịt, thì những người mà hào hoa phong nhã, có tiền của, giàu có sung sướng, nó đắm chìm mà trong những cuộc tri quan như vậy, thì kẻ thì hao tài tốn của, kẻ tan nát gia đình, kẻ thì sinh ra bệnh hoạn, đủ thứ chuyện ở trên. Chứ cuộc tri quan nó không có lợi ích gì hết. Nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, cạo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Đây là tiếng chuông đạo, tôi rung la vang lên để cho ông hiểu. Và ông phải nhớ rằng cái đạo Phật là phải chấm dứt cái ái hà. Cái hà nó rộng như là sông, như là biển vậy đó. Mà chúng ta từ vô thủy đến giờ, sanh tử luân hồi tiếp nối mãi không ngừng, cũng do bể ái hà mà ra. Thì cái chuyện này đó, cái chuyện tình cảm lễ thê này đối với đạo Phật là biết rành gì lắm. Cho nên nay tiếng chuông linh này vang lên, thì ông nghe, ông phải hiểu và phải mau chấm dứt đi cái bể ái hà. Còn nếu không thì kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Còn nếu mà cứ chìm đắm mãi trong cái hà này thì mình không bao giờ ra khỏi cái sông mê bể khổ, tiếp nối mãi trong sanh tử luân hồi. Đêm rất dài đối với người mất ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế dòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận đối với kẻ mê si không minh bạch và chánh pháp. Mà mình không có biết được cái đạo Phật chủ trương là việc dục để mà tiến lên con đường tiên Phật, mà cứ đắm chìm trong cái vật dục thì không bao giờ ra khỏi cái bể khổ.
ví dầu lập chữ công danh, đến khi rốt cuộc cũng đành thả trôi. Trong cuộc đời, dầu cho mình có tạo nên sự nghiệp lớn lao, công hầu khanh tế tướng, là vua chúa, là triệu phú, tỷ phú, nhưng mà ai rồi sanh rồi già, phải bệnh, phải chết, đến khi rốt cuộc thì tất cả cái đó là buông hết, không còn mang gì hết trơn, chỉ còn mang theo cái tội phước mà thôi. Còn tất cả cái việc thế gian đều bỏ lại thế gian, chứ không có bao giờ mang theo được. Mà hiểu biết cái chuyện đó, cho nên đừng có đắm luyến vào tài sản vật chất, mà phải quý trọng cái tinh thần đạo đức, thì đó mới là hiểu được cái cuộc đời, cái chân lý. Lá úa vàng nó rụng người ơi, muôn năm mới có một thời. Thì như trên cây, hết lá xanh rồi tới già, rồi lá nó già, gió thổi qua thì cành rung, cho nên lá rụng. Mà gió thổi mạnh chừng nào lá rụng nhiều chừng ấy. Thì cái cuộc đời nó cũng vậy. Cái thời thượng nguyên khác, trung nguyên khác, bây giờ thời hạ nguyên này, nó thì mỗi mòn non mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con đổi năm đổi tháng đổi hòn hà tiên, thì cái tất cả mọi gì đổi hết. Đời cũng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm mặn ngon, cha thì chẳng thấy mà con, vợ chồng chẳng được còn tại gia. Cho nên mình phải biết rằng nó là muôn năm mới có một cái thời kỳ mà Phật ra đời để mà lập đạo, để cứu đời. Thì bây giờ mình phải phát tâm mình tu đi, chứ đừng có chạy theo cái đời sống vật chất nữa, nhất là đời sống nhân minh. Rồi tới kỳ mà hiệp hội đó thì Phật trời định phân, tức là tới cái thời kỳ Hậu Long Vân, về Hậu Long Hoa khai mở. Hậu Long Vân là Chúa Thánh ra đời để mà cứu nước Việt Nam, nhân loại trên thế giới. Hậu Long Hoa là Phật Di Lặc ra đời để dẫn dắt mình đến con đường giải thoát, dứt sanh tử luân hồi, thì không có cái gì quý bằng. Đây là một thời kỳ vô cùng mà quan trọng, mấy ngàn năm mới có một lần. Cho nên bây giờ ông phải thức tỉnh, đừng có chạy theo vấn đề đời sống vật chất nữa, mà ráng phát tâm tu hành, thì đó mới là quý. Con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật Thánh Tiên Thần Phước Dư. Đến khi lập hội thì những người mà tu hành như chúng ta hiện giờ đó là con lành, thì đến đó là mình đầy đủ cái công quả rồi, đó là đầy đủ nghĩa nhân. Thì lúc đó mình sống chung với nhau Phật Thánh Tiên và vui vầy xem hội Hậu Long Hoa, Phật Tiên Thánh cùng là xuống trần để mà sống chung với ta trong cái thế giới về sau này, gọi là cái vui vầy xem hội Hậu Long Hoa, rồi là tới thầy tôi chúa cùng nhau gặp trong cái thời kỳ sau này, rất là tốt đẹp, rất là quý báu. Thầy cho biết cái tương lai của vận mệnh đất nước và nhân loại nó là như vậy. Có đâu như thể bây giờ loạn luân can kỷ bất từ bất lương. Nó còn hiện giờ thì nó chưa tới cái thời thượng nguyên thánh đức, cho nên cảnh loạn luân rồi cương thường đảo ngược nó rồi bất từ bất lương, là có người say mê trong cái vật dục rồi chém giết hại nhau, mưu thần trước quỷ, lường gạt lẫn nhau, đủ thứ chuyện hết trơn trời. Về cái đạo lý cũng là hư hoại, mà về cái đời sống con người thì nó xáo động, nó không được bình an. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho dạng chữ thương nhân loại. Nó thầy dí thân thầy bây giờ cũng như cái người mà đau đứt từng cái đoạn ruột, thì giống như cái chuyện xưa đó, con khỉ mẹ mà thi thấy con khỉ con bị người ta bắn cung rơi xuống, thì nó nhà từ trên cây nó cũng sa xuống và ôm con nó và mẹ con đều bị bắt. Sau đi về đem ra làm thịt thì mổ bụng con dượng mẹ ra, thì thấy rằng trong cái bụng đó ruột nó đứt từng đoạn một. Nó không bị thương đứt, nhưng mà thấy con mình chết một cách đau thương như vậy, cho nên nó đứt từng đoạn ruột. Do đó sau này những thi sĩ làm thơ mà nói về cái cảnh là đau đớn tột cùng, đó gọi là đoạn trường. Thì thầy dí thì hiện giờ thầy cũng vậy, đang đau đớn ở trong lòng dữ lắm, nhưng trước cái thời kỳ khó khăn người Pháp gây cho ngài đây. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho dạng chữ thương như là giàu ra đau đớn như vậy ở trong lòng, nhưng mà cũng quyết làm sao cho trọn dạng để gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, để cho mọi người hưởng muôn điều hạnh phúc, giàu cho xoay chuyển đất trời, lòng ta chỉ dốc độ đời mà thôi, chứ không có thối chuyện. Ông không hiểu gì đó, dầu ông nói tôi cái gì vậy, không màng cái gì đó, nhưng mà tôi còn mục đích của tôi là bao giờ cũng làm cho dạng cái chữ thương nhân loại. Ngày kia thỏa chí làm trai, tiếng lành như thể hương bay nực nồng. Rồi đến cái ngày chung cuộc thì tôi đây là thanh niên, mà tôi làm tròn nhiệm vụ, đó là thỏa mãn cái chí làm trai của tôi rồi. Mà cái tiếng thơm, bởi vì tôi là
tạo được cái hòa bình cho nhân loại, cho thế giới, mở được cái hậu long dân gì long qua nó, cho nên tiếng lành như thể hương bay nực nồng, cái mùi hương này bay khắp năm châu bốn biển, ai cũng đều biết tôi hết trơn. Trong phải bây giờ tôi ở tại Bạc Liêu là ông nghi ngờ ông thế này thế kia, nó ông muốn nói gì nói, cái chuyện đó là quá tầm thường. Bây giờ bờ bến chưa xong, dở dang thời giận mà lòng chẳng nao. Nó hiện giờ nó thì cái là cái chuyện tôi làm nó chưa tới đâu hết trơn trời, nó nửa chừng mà tâm đời lên kén mà sợi dây nó phá chuồng, cho nên nó rất rối đủ thứ hết trơn, thiên tai nhân họa nó còn dồn dập, nó chưa tới cái ngày chung cuộc, khi nào mà tam hoàng trở lại mới là đài thượng môn, còn bây giờ chưa có gì hết. Đó là bờ bến chưa xong, dở dang thời giận. À, mặc dù cái thời giận tôi đang dở dang vậy đó, nhưng mà tôi không có nao núng, không có nản chí, mà lúc nào cũng bền lòng chặt dạ để tiến lên con đường dẫn dắt chúng sanh đi đến con đường giải thoát. Ngàn xưa mấy bậc anh hào nằm gai nếm mật, dạ nào trách than. Ngài nhắc lại là những sự sách xưa, thì mỗi anh hùng hào kiệt mà xuất hiện thì phải nằm gai, phải nếm mật, phải chịu gian nan khổ sở vất vả 5 năm 10 năm mới có thể là thành công được. Mà nếu mà lúc đó mà mình chán nản, mình than thở thì làm sao thành công. Tôi hôm nay cũng vậy, mặc dầu tôi đang gặp khó khăn này rất rối nè, nhưng mà tôi cũng như bao nhiêu anh hùng hào kiệt khác thôi, mà không bao giờ trách than trước cái sự khó khăn này. Trượng phu chí cả dọc ngang, dạo trong bốn biển mới trang thánh hiền. Là đối với cái bậc trượng phu, những anh hùng hào kiệt, những bậc quân tử, nó cái chí lớn tung hoành ngang dọc ở trong thế gian này, nó thì luôn luôn là dạo trong bốn biển đông tây nam bắc, chỗ nào cũng đi tới hết, để chứng tỏ rằng mình là một cái bậc tài trí xuất hiện ra tại thế gian. Đây là một đấng cứu thế ra đời mà ông không biết, mà ông lại nghi ngờ như vậy, tội lỗi rất là nặng nề, làm cho kẻ bạo ngửa nghiêng, đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Đó, khi ngài đã tới cái thời kỳ hưng thịnh rồi thì kẻ hung tàn bạo ngược lúc đó nó mới là quặp râu, mới xuôi tai, nó mới không còn hung tàn bạo ngược như cái thời kỳ này nữa. Đó, tới lúc đó thì thầy mới thể hiện được một cái quy đức, một cái sứ mạng của ngài. Chứ bây giờ đó thầy nói thầy dân lệnh Phật Thích Ca nè, Phật Di Đà là dân lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống trần nè, thì nếu mà cái người hiểu biết á thì tất cả những người theo đạo Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải theo quy phục theo thầy, những người theo đạo trời theo tiên cũng phải quy phục theo thầy, bởi thầy dâng lên Phật, dâng lên trời xuống trần, nhưng mà nó chưa tới thời, cho nên người ta có thường. Nhưng mà tới một cái lúc mà bắt buộc tất cả mọi người phải quỳ mọp dưới chân thầy thì chừng đó đó thầy mới cùng nó chơi chư ban hàng phục, mới gây được cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ban. Do đó mà quý vị thấy thầy vắng mặt nó có lý do, sau khi mở đạo rồi đi nơi khác truyền đạo để cho mình học tập tu tính, để chờ cái ngày chung cuộc mở thi, thì cho tới cái ngày giờ đó thầy xuất hiện thì nghe là vạn quốc chư ban đều là tùng phục, phải kính trọng thầy. Còn bây giờ chưa tới thời, dầu thầy có xuất hiện cũng không làm được gì hết, phải tới thời mới được. Cho nên lúc nào quý vị đọc trong giới lý, thầy khuyên ẩn nhẫn tùy thời, tấn năm như ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi không ai hữu chí, nó lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là không khéo. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đang chờ ngài ý kiến Phật trời, hoặc là câu niệm Phật chờ ngài chung cuộc. Thành ra chỗ nào thầy cũng phải mình chờ không à, chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như đời xưa có gã tử phòng xem thời cơ, người đã ra xong dùng tôi thiểu mạng. Thì quý vị thấy rằng như vậy thì đức thầy biết được cái thiên cơ, biết cái ngày giờ nào thịnh suy trên thế gian này nó, cho nên đức thầy khi ẩn thì hiện là ở chỗ đó. Đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang, nhưng mà ngài xác định rõ ràng là cái đạo Phật về sau này là mở tại nước Nam của chúng ta. Nam Bang là nước Nam, mà tại vùng núi Cấm, Cấm Sơn lộ vẻ đền vàng bảo thai, nơi đó là trung tâm điểm của Phật pháp, mà là trung tâm điểm của cái nền văn minh của nhân loại về sau này. Sự thưởng phạt công bình hậu long qua long dân cũng khai mở tại núi Cấm, mà kinh đô Việt Nam cũng nằm ở tại Thất Sơn. Cho nên Thất Sơn vô cùng quý báu, cho nên thầy nói là đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Tiếng đàn hò liếu cống sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Đó, bây giờ thầy rung lên cái tiếng đàn, khải lên tiếng đàn nào hò liếu cống sang, là những cái luận điệu ở trong cái tiếng đàn đó, nó phát ra những âm thanh di diệu, ngọt ngào, thanh bay, giữa đêm khuya thanh vắng.
để mà nghe cái tiếng đàn du dương ráo rác như vậy đó, tự nhiên mình thấy là thích thú, mình say mê. Thì với một cái lời kinh tiếng kệ mà thầy đã viết ra khuyên dạy chúng ta phải hiểu và chúng ta phải học hỏi theo đó, tu tập để sau này hưởng cái phước báo, vì giống như là chúng ta thích mà nghe tiếng đàn vậy. Thu còn gặp lúc trăng thanh, gian lời thỏ thẻ như cành gẹo chim. Mùa thu mà có trăng thanh nữa thì cái mùa thu nó mới đã mới là đẹp. Ánh trăng thu mà có trăng thanh nữa thì cái mùa thu đó nó rất là đặc biệt. Gian lời thỏ thẻ như cành gẹo chim. Bây giờ tôi nói ít lời đây, em rất là ngọt ngào dịu dàng, giống như một cái cành cây mà gẹo chim vậy đó, giông to gió lớn mà cây chim thấy cành mà không đậu lại thì con chim nó phải bị chết, phải bị xù lông gãy cánh. Thì bây giờ cái thời kỳ này thì kỳ hạn mới mọc hết, thì nghĩa là tôi mở cái đạo đây khuyên dạy mọi người tu hành, thì ông bây giờ cũng bỏ qua tất cả những cái sự mà hiểu lầm đi, mà ông phải ráng phát tâm tu hành thì cái đó mới là tốt. Giống như là cái cành mà tôi gẹ chim thì con chim là của ông đó có đậu vào cái cành này hay không. Thấy trong người ấy thanh liêm, tỏ bài tâm sự ráng tìm cho ra. Thì xác nhận vì tôi thấy ông là một cái người tốt, cái người thanh bạch liêm sĩ, cái người đàng hoàng có đạo đức, cho nên tôi mới nói hết lời vậy. Chứ nếu ông là người ngang ngược bạo tàn thì tôi không có cần phải nói với ông đâu. Nhưng mà thấy ông là cái người tốt mà lầm lẫn, cho nên tôi mới khuyên ông cải tà quy chánh, trở lại con đường thiện, đường tốt để sau này mới hưởng được phước báo. Cho nên tôi mới tỏ bài tâm sự. Thì những lời tôi nói ở trong cái bài thơ này, ông phải ráng tìm cho ra, hiểu được cái sứ mạng của tôi như thế nào. Đó, tôi ra đời đây với mục đích gì? Đó, thì ông phải hiểu rõ, thì ông mới biết được cái việc làm của tôi. Bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh nẻo lợi, xem ra ít gì. Đó, thì nhắc lại cái chuyện xưa thích cũ. Một học trò đi thi ở huyện Nam Kha, rồi nằm dưới gốc cây què nấu cơm, mà sau khi ngủ giật mình thức dậy nồi cơm chưa chín, mà thấy là mình đi thi đậu đã làm quan, rồi vua gả công chúa cho được sống vinh hoa phú quý, rồi tới già có giặc kéo đến kéo quân ra chống giặc, nhưng mà thua trận trở về bị vua quở phạt. Ông giật mình thức dậy thì cả một cuộc đời mà chỉ gom lại có mấy mấy tiếng đồng hồ nằm ở dưới cội cây ở huyện Nam Kha mà thôi. Cho nên sau này người ta chỉ cái cuộc đời của người giống như là một giấc mộng Nam Kha, thấy nó dài, thật sự nó không có dài đâu, nó thoáng qua rồi nó mất. Đường danh nẻo lợi xem ra ít gì, nó thì như giấc mộng Nam Kha, vì thấy vậy rồi tỉnh vậy thì nó đâu còn nữa. Thì cái danh lợi trong cuộc đời cũng vậy, biết bao nhiêu cái chuyện là nó xảy ra trong cuộc đời. Như Việt Nam chúng ta về lịch sử đó, thì quý vị là từ Bắc chí Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta biết bao nhiêu khó, từ ngoài Bắc đó, rồi xáo trộn lại di cư vào Nam, rồi về Nam, rồi biến cố 75 lại xáo trộn nữa, rồi bỏ ra đi ra nước ngoài. Đi ra nước ngoài sau này chiến tranh thứ ba nó bùng nổ nữa, rồi mới là tán mát khắp nơi, phải trở về quê hương nữa. Bởi vì không trở về quê hương làm sao có chỗ sống, mà Đức Thầy nó khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tầm đạo chánh của khùng, đằng sau xem liệt quốc anh hùng được sống sống nhờ ơn chính đệ. Đó, đến khi mà thế chiến thứ ba bùng nổ đó, các nước lớn Anh, Tàu, Nga, Pháp, Mỹ đánh nhau quyết liệt, thì mình ở nước ngoài đâu có sống được, nó phải trở về nước của mình. Mà lúc đó là có Thánh Vương ra đời rồi, nước mình yên rồi, cho nên may mắn mà được sanh sống nhờ ơn chính đệ. Đó thì một cái cuộc mà lưu chuyển nó dài như vậy đó, nhất là dân miền Bắc mà vào Nam, rồi về Nam cũng không yên, rồi phải đi nữa cũng không yên, rồi còn phải đi nữa. Đó, thì thấy là cái cuộc đời con người nó như một khách lữ hành vậy thôi. Trời thu ảm đạm ai đi, nạn tai dương vấn bởi vì trời riêng. Nó thì thầy nói đây là cũng như cái mùa thu mà mùa mịt mịt ảm đạm buồn dữ lắm. Thì cuộc đời của thầy bây giờ cũng như là giờ cái mùa thu ảm đạm, chưa hành thông, chưa gặp thời, mà bây giờ cái nạn tai của ông mà gây cho tôi đây hay nó dương vấn, mà sẽ giữ tôi với ông đó là không có hợp với nhau, là bởi vì hai cái tư tưởng khác nhau. Ông là cái người đời, tôi là cái người đạo. Sự biết tôi là thâm sâu rộng rãi, còn sự biết ông là người phàm tu tục, cho nên cũng như là bất cộng đái thiên, không cùng chung một trời, thì làm sao mà thông cảm nhau được. Thì bây giờ với cái lời tâm sự này thì ông phải hiểu, và chúng ta cùng trở lại sống chung một bầu trời để hưởng hạnh phúc an vui ở trong cái cõi đời.
thảm thương lê thứ ưu phiền, chớ lòng đâu có lo riêng nội mình. Đó, thầy là cho biết cái tâm sự của ngài, cái chí hướng của ngài. Ngài ra đời đây là bởi vì thương xót bá tánh vạn dân, mà đang gặp cái thời chiến tranh giặc giã, ngoại xâm là pháp cai trị, rồi nội loạn nữa. Đó, 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 30 năm nội chiến hàng ngày. Đó, gia đình đà tài của mẹ một nắm hao gầy. Đó, thì mình thấy rằng cái lời của Trịnh Công Sơn mà nói lên cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam mình, một nước nhỏ mà chịu không biết bao nhiêu cái khổ sở từ hồi xưa cho tới bây giờ. Cho nên thầy thảm thương lê thứ ưu phiền, chớ lòng đâu có lo riêng nổi mình. À, tôi xuống đây tôi cứu đời mà, chứ tôi không lo cho cá nhân của tôi cái gì hết, không lo sung sướng, không lo lắm danh lợi, mà cũng không lo tình cảm nữa, mà chỉ là cái mục đích là cứu đời mà thôi. Mờ mờ tỏ tỏ xinh xinh, đêm nay bóng nguyệt như rình xem ta. À, đây thì nói về bóng trăng, khi tỏ khi mờ, khi sáng mà khi tối, thì bóng trăng này đã đang rình rập coi giữa đêm khuya thanh vắng dày. À, đức thầy có làm cái chuyện gì mờ ám hay không? À, miệng cười ta bảo hằng nga, làm ơn gọi chữ sang hà nơi đâu. À, ta mới nói với chị nghe rằng bóng trăng ngươi phải nhìn kỹ ta đi, ngươi chiếu vào sang hà đại địa, nơi đó lợi ta đang lo việc cứu dân cứu nước. À, chứ ta không có lo cái tư riêng ở trong phòng the của nữ nhi đâu, ngươi phải hiểu cái chỗ đó. À, gẫm trong cõi tạm nhiệm màu, ngặt mang xác thịt khó hầu cao bay. À, ngày từ từ ngày sẽ đi tới kết luận là bây giờ tôi sinh ra đây mang xác phàm, cho nên cái cõi này là cõi thế gian là tạm bợ, nhưng mà nó biến quá đủ thứ chuyện hết trơn trời. Do tôi mang cái xác thịt phàm này mà cái vấn đề này nó xảy ra, tôi không có bay đâu được mà cũng phải ở đây để mà gánh chịu nghe những lời chỉ trích phê bình của ông. Thì ông phải hiểu rằng cái lời nói đó là nó không tốt không đẹp, cho nên phải mau cải sửa. Chữ tài thường gặp chữ tay, trớ trêu tạo quá ông bài trò chua. Đó, thì ngài nhắc lại chuyện xưa thích cũ, từ xưa tới giờ cũng vậy, những anh hùng hào kiệt mà đã đời thì tài tay hai chữ cân phân, mà hay tài càng cao chừng nào thì cái tai nạn nó càng lớn chừng ấy. À, nó luôn luôn như vậy đó. À, cho nên nó là mới nói tài tay hai chữ cân phân. Bây giờ thầy là cái bậc tài cao đức trọng, cho nên cái tai nạn nó cũng nhiều đến với ngài. À, trời ban quả phước một lần trời kêu tạo quá ông bài trò chua. Ở đây là cái như là cái luật trời, cái người nào xuống thế gian này thì phải chung như vậy, ai có tay thì phải chịu tay nó, chứ không bao giờ mà được hưởng lâu dài, bởi vì đây là cái cõi tạm, là cõi vô thường, chứ không phải là đường tồn vĩnh viễn như cõi tiên cõi Phật. Ta nào có muốn tranh đua dung trồng cõi phúc chờ mùa trổ bông. Thì nên tôi xuống đây để đại gia đạo, không tranh đua với bất cứ người nào, mà quyết là khai sáng đạo để độ đời, để chờ ngày chung cuộc, chờ ngày thưởng phạt. Lão đây dương lệnh Phật Tôn lãnh cân thưởng phạt chư môn dĩ lành. Nó đang dung trồng cái cầu phúc nè, chờ cái mùa trổ bông. Bây giờ gieo hạt giống lành cho tất cả bá tánh vạn nhân tu hành, đó là gieo giống lành để chờ cái ngày ra kết quả là chung cuộc. Đó, thì đến từ kỳ thi danh thầy chăm bản trên đời cao và các linh hồn. Nó thì các đệ tử của ngài là trao thân phận rạng danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Nên đến lúc đó thì người nào cũng rạng danh hiếu đệ, là những người trung can nghĩa khí, những người biết ăn chay niệm Phật, hiền lương đức hạnh, nó lộ ra để được sống còn coi Phật là hậu nữa. Đó là cái ngày mà trổ bông. Còn bây giờ thì ngài đang dung trồng cái cầu phúc đó. Bay mùi thơm cả Tây Đông, Bắc Nam nhân vật lạc hồng thanh thơi. Đó thì cái sự thành công kết quả của đệ tử của ngài, ngài dạy đạo, đó thì cái tiếng thơm nó vang rền khắp trời đất. Chưa có ông thầy nào mà xuống trần mà dạy mà đệ tử mà tu hành mà đắc đạo nhiều như vậy. Mà nay ngài xuống trần mà dạy đệ tử tu hành đắc đạo quá nhiều, cho nên cái tiếng đó nó bay khắp Tây Đông, Bắc Nam nhân vật mà ngay dân tộc Việt Nam thì rất là thánh thơi. Bởi vì đây là một cái nước mà Phật tiên chọn làm trung ương để mà khai sáng cái đạo, để cứu đời, cho nên nước Việt Nam là tiên bang, là một cái nước rất quý về sau này. Tâm hồn hoài cảm nơi nơi, gẫm người hữu chí đôi lời cảm ơn. Đó, thầy kết luận thầy với cái tâm hồn cao cả trong sạch của tôi đó, với cái tình thương bao la quý báu tôi ban rải khắp mọi nơi, thì như vậy là cái người mà hữu chí, tức là ông là cái người hiền người tốt đó, thì ông phải hiểu rõ cái tâm sự của tôi, thì tôi xin cảm ơn cái lòng tốt của ông. Thầy mong rằng những lời tâm sự, những cái chí hướng,
những cái mà lời Đức Thầy giảng dạy ở trong cái bài cảm tác này, thì ông Nguyễn Ngọ hiểu được cái sứ mạng cao cả quý báu của Ngài và cái lòng yêu dân mến nước của Ngài, sự lòng từ bi hy sở của Ngài đối với một muôn loài. Đó, mà nếu hiểu được vậy đó thì thầy xin cảm ơn cái lòng tốt của ông. Còn nếu trong trường hợp ngược lại, ông mà trách lầm đó thì ông sẽ mang nghiệp vào thân, chứ không bao giờ sao bao giờ tránh khỏi cái chuyện đó. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành thật cảm ơn toàn thể quý đồng đạo đã theo dõi sự trình bày của chúng tôi gần một tiếng đồng hồ. Ok, thì bây giờ xin ta mic lại và mời MC lên để cho người thư giãn, rồi sau đó đóng góp ý kiến, rồi tiếp theo là vấn đáp về giáo lý Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong rừng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, gia đình Thanh Lập Quốc. Xin ngâm bài tình yêu ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đường nồng, yêu đời yêu lắm cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng du, không thể yêu riêng hết mã hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho những loài, sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Ta đã mang một khối tình dường như thể hại giới sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn các huynh các đệ đã tặng qua phúc lệ cho gia đình của Thanh Lập Quốc ạ. Dạ, xin trả mít lệ cho chánh thiền ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ.